Xin chào mọi người. Hôm nay trong video này, mình muốn mọi người hãy cùng tham quan vườn rau trái xinh tươi của mình trong mùa hè này. Ở trong nhiều video trước á, thì mình cũng đã chia sẻ đến với mọi người cùng xem những rau củ quả mình đã thu hoạch được trước đây. Và hiện giờ thì mình sẽ còn có thêm những gì còn lại sắp tới sẽ thu hoạch nốt nha mọi người. Chúc mọi người xem video thật là vui và cảm ơn rất là nhiều. Qua hướng bên này thì là cái cây táo nè mọi người. Năm nay cũng nhờ hai vợ chồng Vân chăm bón cây táo từ khi mua vườn vào năm ngoái, làm lại đất cho nó nè. Mình xới đất, mình làm cho cái gốc của nó được thông thoáng, xới đất bón phân rồi chỉnh sửa cây. Vậy mà năm nay cho ra trái rất là nhiều luôn, cả nhà thấy không? Mỗi nhánh là ra hả cả chùm trái như vậy á. Nhưng đôi khi thì cũng có rụng, rơi rụng một số đó mọi người. Đó, cả nhà thấy chưa? Và cây táo năm nay nhà Vân là ra rất là nhiều. Năm ngoái khi mà Vân nhận vườn thì có tầm trên cái cây cũng cỡ độ 10, hơn 10 trái đổ lại thôi. Nhưng mà năm nay thì Vân thấy táo ra tốt và xum xuê nữa nha cả nhà. Đó, như mọi người thấy không? Cứ mỗi chùm như vậy đó là 4-5 trái. Hiện giờ nó cũng gần 7 giờ rồi đó cả nhà. Cho nên cái thời tiết nó mới dịu dịu được một tí xíu á. Đây cái cành này nè, trái quá trời. Nó chịu xuống đất như vậy luôn nè. Năm nay thì Vân nghe bạn Vân nói á, táo nhà họ không có ra nhiều và cũng không hiểu lý do tại sao. Nhưng mà đặc biệt cây táo nhà Vân thì lại rất là tốt và xum xuê. Nếu mà Vân được nhiều á, Vân bội thu thì Vân cũng sẽ chia sẻ cho bạn cùng dùng. Đây cả nhà thấy không? Thấy cưng lắm cả nhà. Đó, và kế bên luôn là một bụi rất là lớn mâm xôi đen cả nhà. Nhưng mà mâm xôi đen này á thì vào mùa thu cỡ tháng 9 bắt đầu nó mới ra trái chín nha mọi người. Đó, cả nhà thấy không? Từng chùm chùm trái trên khắp cây luôn. Và năm nay tự tay Vân vọng xã Vân cũng chăm bón, làm thoáng gốc nè, rồi cho thêm đất, rồi bón phân các kiểu như vậy đó. Cho nên nó ra trái nhiều hơn năm ngoái rất là nhiều luôn. Nó gần như là hả, nó xum xuê đầy cây luôn mọi người. Và Vân cũng mong năm nay mình hứa hẹn mình sẽ có bội thu mâm xôi đen cả nhà ha. Đây cả nhà thấy không? Nó nằm mà nó leo, Vân phải gác nó lên như vậy luôn đó. Nhìn rất là thích luôn mọi người, Vân sẽ qua mặt này cho mọi người coi luôn nha. Đó, cả nhà thấy không? Rất là nhiều. Nó ra chùm 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 như vậy luôn nè. Và mâm xôi đen ăn cái vị nó ngọt ngọt á, thơm ngon lắm mọi người, Vân thích lắm. Đó, nó chịu cành mà nó rớt xuống như vậy luôn. Kế bên này là bụi mâm xôi đỏ nè cả nhà, nguyên một hàng mâm xôi đỏ luôn. Nhưng mà mâm xôi đỏ đó thì nó ra nó không có xum xuê, nó không nhiều được như mâm xôi đen đâu. Nó cứ ra ít ít trái như vậy thôi. Cho nên cứ hái lụm đụm ăn cho vui như vậy thôi cả nhà. Chứ mình cũng không có mong là sẽ thu hoạch được rất là nhiều đâu cả nhà.
Còn đây là cái đám rau mùi của mình nè, nằm bên hông, bên hông cái nhà gỗ, nhà kho với là cái nhà kính. Còn ở trong kẹt giữa cái nhà gỗ với lại cái nhà kính thì là cái cây nho thu nè mọi người. Đó thì năm nay Vân cũng có làm lại cái phần gốc, làm đất bón phân cả nhà. Và hiện giờ ra rất là nhiều chùm trái, mà cả nhà thấy không, nó gác lên luôn cả cái mái luôn nè. Đó, cái nho này ăn ngon lắm nha mọi người, nó không có phải là to bự như như những cái loại nho khác, có thể là nó to hơn như hiện giờ mình đang thấy, nhưng mà cái vị nó chua chua ngọt ngọt, ngon lắm. Và nó ra là cái màu đen đó, cả nhà thấy không. Khi nào chín thì Vân sẽ thu hoạch chia sẻ với mọi người cùng xem. Nó ra những cái chùm trái rất là cưng luôn cả nhà. Còn ở đây là mấy cái cây ớt của mình, cái đây ớt chuông nè mọi người, đang ra cũng nhiều trái và thấy cũng tốt lắm cả nhà. Nó rất là thương trái, mọi người thấy cưng không. Hiện giờ nắng nó lên được chút đỉnh đó. Còn đây là cây ớt cây nhất thế giới, nhưng mà dường như năm nay nó không có tốt đâu mọi người, nhưng mà Vân sẽ cố gắng Vân giữ lại để Vân chăm bón cho năm sau. Ở bên này cũng là hai cây dưa leo mà Vân cũng tự tay Vân trồng á, và hiện giờ đang ra rất là nhiều trái con xanh tốt cả nhà. Vì ở ngoài đây nó nắng lắm mọi người ơi, cho nên cây lá nó cháy hết luôn, nhưng mà miễn sao trái của mình nó lên tốt là ok rồi cả nhà. Bên thùng đất này là hai cây bí ngòi ra trái siêu to và tốt luôn á mọi người. Nhưng bên cạnh đó cũng có mấy trái non đang lớn, rồi Vân không hiểu sao nó lại bị vàng nên mình cũng đã bỏ để không ảnh hưởng tới những trái khác. Thì hai trái to này mình cũng đã thu hoạch lần trước để làm đồ nướng ngoài trời với bạn, và phần cũng cho bạn mang về. Mấy trái bí ngòi này thì thường Vân về Vân làm xào tỏi hoặc nấu canh tôm ăn rất là ngon luôn á mọi người. Còn đây là cái đám cây đại hoàng của mình đó mọi người. Thì trong cỡ hè đó, cỡ tháng 6 á, Vân đã hái một mớ rất là nhiều luôn cả nhà. Và nó cứ tiếp tục nó lên như vậy là cũng 2-3 đợt rồi. Và hiện giờ cả nhà thấy không, mình vẫn có thể mình tiếp tục mình hái nè mọi người. Về làm nước trái cây uống rất là ngon và tốt cho sức khỏe nha cả nhà. Thì chút xíu nữa hoặc là ngày mai Vân để bạn Vân qua xem, rồi nếu có thể thì Vân cũng sẽ chia sẻ cho bạn mang về luôn. Và vào bên đây là cái nhà kính của mình thôi mọi người, thì nó cũng chỉ là cái nhà kính nhỏ thôi, nó cũng đủ để cỡ hai thùng đất để mình trồng rau và mấy chậu dưa leo cũng như là cà chua nè cả nhà. Và cà chua hiện giờ nó cũng đang chín rất là nhiều luôn mọi người. Nó không có chín liền cùng một lúc đâu cả nhà, mà nó cứ chín một đợt như vậy nè. Thì lần trước Vân cũng đã hái được một cái rổ nhỏ để mình có thể mình về mình làm đồ ăn rồi đó cả nhà. Cái vị nó rất là ngon, chua chua ngọt ngọt, bởi vì đây là loại cà chua cherry. Thì chút xíu nữa Vân chắc Vân cũng sẽ hái luôn, hoặc là để ngày mai mình thu hoạch luôn một lúc, bởi vì nó cũng mềm rồi nè cả nhà. Bên này thì là có cây dưa leo, nó ra được có hai trái, và đợt vừa rồi mọi người trong tháng hè ra rất là nhiều trái trên cái cây này luôn, nhưng mà không hiểu lý do tại sao nó ra xong á cái quả của nó bị vàng, thế là Vân bỏ luôn. Hiện giờ đây là cái trái thứ hai á, có thể hôm nay Vân sẽ hái luôn hả mọi người. Còn bên này á cũng là một cái cây cà chua khác, cũng dạng như là cà chua nhỏ thôi, cà chua bi á mọi người, nhưng mà cái tên của nó là Tiger Tomato. Khi cái trái nó ra nó có sẽ có những cái sọc đen á,
nó giống như cái vằn của con cọp á. Đó, và cái cây này thì Vân tự tay Vân gieo và Vân trồng nó vào cái thùng đất như vậy nè mọi người. Và bây giờ nó lên khủng hoảng mà Vân nhìn Vân hết hồn luôn á mọi người. Nó sum xuê và rất là cao, nó gần như là gần đụng nóc của cái nhà kính là cả nhà. Và hiện giờ thì cũng đang ra rất là nhiều chùm quả luôn mọi người. Đó, hy vọng sớm mình cũng sẽ thu hoạch được rất là nhiều cà chua mọi người ha. Đó, cả nhà thấy không? Xung quanh rất là nhiều chùm quả và hoa đang ra. Đó, mà bên đây thì cũng có một cái cây cà chua con nữa nè. Cũng đang ra nụ ra hoa như vậy đó. Còn thùng đất kế bên thì tạm thời Vân sẽ dành cho mùa lạnh nó tới thì Vân sẽ trồng rau ở trong đây. Phía sau này thì là vàng nho chủ ngọc nè mọi người. Vân có hai loại hiện giờ nằm cạnh nhau mà cái bụi rất là tốt, rất là ngon, khỏe luôn. Mà đợt vừa rồi Vân cũng hái khá là nhiều để Vân về Vân làm nước trái cây á. Thì đây là cái bụi đen và trắng. Đó, mọi người thấy không? Nó treo lủng lẳng toàn thân như vậy, rất là đẹp luôn cả nhà. Ngày mai á, để bạn nó qua, có mấy đứa nhỏ đó, cho tụi nó hái, chơi cho vui á mọi người. Đó, cả nhà thấy không? Nó treo lủng lẳng toàn thân như vậy, rất là đẹp luôn. Có một số thì vì nó đã quá chín rồi, nó cũng chuẩn bị là hết cái mùa của nó đó mọi người, cho nên nó đã gọi là bị rụt á, và nó tự nó rụng luôn. Đó, đây là màu đen vậy ha, và mặt kia đó thì là màu trắng nhiều. Đó, như Vân nói đó, thì bên cái mặt bên này mọi người là nho chuỗi ngọc trắng nhiều. Thì Vân cũng sẽ tiến hành Vân hái một ít để Vân về Vân làm nước trái cây uống luôn nha cả nhà nha. Nhìn cái cây rất là dễ thương luôn, nó treo những cái chùm trái xuống như vậy nè, y như là những cái viên ngọc đó mọi người. Và đây là cái bộ nho chuỗi ngọc rất là lớn, lâu năm luôn á cả nhà. Trái mỗi năm cứ ra xum xuê như vậy, mình về mình làm nước trái cây uống rất là ngon luôn. Và đặc biệt cái trái này thì cái vị chua nó nhiều hơn ha cả nhà ha. Cho nên mình ăn chơi ít ít thôi, chứ ăn mà ăn nhiều như những cái trái cây khác thì có thể là mình ăn không nổi đâu, bởi vì cái vị chua nó nhiều lắm. Còn ở bên này là hai cái thùng dâu rất là lớn và trái sum xuê trong cái tháng 6 vừa rồi luôn á cả nhà. Mà Vân cũng đã có hái và chia sẻ với mọi người cùng xem đó. Nhìn rất là mê luôn mọi người. Trái ra to, đỏ mọng. Đặc biệt là cái vị nó rất là ngon luôn, chua chua, ngọt ngọt và thơm nữa mọi người. Và hiện giờ thì bên cái thùng này nó lại ra một đợt thứ hai nữa nè cả nhà. Vân có bón thêm phân, cho thêm đất vào để nó lên tốt, mọi người thấy không? Đó, nó lên trái cũng rất là nhiều. Bởi vì năm này là Vân cũng có cho thêm một số loại dâu trồng vào những cái chỗ trống á mọi người, cho nên có thể là nó là cái loại dâu khác của một đợt mùa hè thu. Rồi qua bên đây á, là cái bụi củ cải trắng của mình nè mọi người. Ở bên này mọi người biết không, năm nay thì Vân không có thấy ốc sên nhiều, nhưng mà bù vào đó đó là côn trùng mọi người thấy không. Đó, may là có lưới nè thì nó không có xâm nhập và nó ăn những cái cây con từ hồi còn nhỏ. Nhưng mà bây giờ cái lá nó lớn lên mọi người thấy không, nó ăn loang lổ như vậy nè. Nhưng mà cũng không sao đâu mọi người, bởi vì Vân kiểm tra ở dưới á, đã có lú củ cải lên rồi đó. Thì bây giờ cái đám lá này nó có ăn thì trước sau gì mình cũng phải tỉa bỏ thôi, tỉa bỏ bớt. Và đó là cái bụi hành đó, nó đã khô rồi thì chuẩn bị á, Vân sẽ lấy hạt của nó luôn mọi người. Đây là trong hành đó, nó có những cái hạt đen đen như vậy nè. Mình có thể lấy để mình giữ giống và mình trồng cho năm sau tiếp.
Ở kế bên đây là cái thùng đất khoai tây cả nhà ha. Sở dĩ mà mọi người thấy hiện giờ nó héo úa đó là có nghĩa là nó chuẩn bị nó đã chín mùi rồi đó mọi người. Bởi vì đây là cái loại khoai tây mùa hè thu nha cả nhà nha. Có thể là cuối tháng 8 và trong tháng 9 thì Vân mới thu hoạch được. Hôm trước thì Vân cũng đã thử bứng lên một cây thì cũng đã có củ to rồi, nhưng mà đôi khi cũng có những cái củ còn non á mọi người. Cho nên Vân sẽ chờ tới cỡ tháng 9 thì Vân sẽ thu hoạch mọi người ha. Đây, qua đây cũng là một cái thùng đất khoai tây luôn mọi người. Cũng là giống mùa thu luôn cả nhà. Cho nên mọi người thấy nó hơi tàn tạ nhưng thực chất ra đó là nó đang đến độ chín mùi nha mọi người. Chứ trong hè nó không, tháng 6, tháng 7 cây rất là xanh tốt, ra hoa tím rất là đẹp luôn mọi người. Và bên kế bên nữa thì có thêm một cái thùng dâu to nữa cả nhà. Vườn nhà Vân dâu rất là nhiều. Và năm nay bội thu dâu cho nên mình rất là vui luôn á cả nhà. Hái được 3-4 đợt mà những cái trái to mọng chín rất là ngon. Còn ở bên hông này thì năm nay Vân cũng có trồng những cái cây dâu con, nhìn cho nó đẹp đó mọi người. Đó, vậy nè, hoa. Rồi sẵn tiện Vân chia sẻ với mọi người luôn, đây là cái bụi hành của Vân mập ú luôn cả nhà. Đây là Vân tự tay Vân gieo ở trong tháng 6 mọi người. Rồi Vân cũng để đến ngày mai Vân chia sẻ cho các bạn tới chơi xem. Rồi xong rồi mình sẽ thu hoạch sau mọi người ha. Đó, Vân cũng có cắm xuống đất mấy cái cây cây xả của mình nè. Qua tới đây là thùng đất cải thảo của mình nè mọi người. Mà trong video trước Vân có chia sẻ với mọi người cùng xem á. Và cũng nhờ làm miếng lưới như vậy á, mới bảo vệ được cái cây con của mình đó mọi người. Chứ không thôi chắc cũng bị ăn sạch luôn rồi. Vân mới gieo nó xuống thùng đất này cỡ vài ngày thôi mà cây nó lên to hơn rất là nhiều luôn. Và hy vọng mình sẽ có cải thảo to ngon mình dùng ha cả nhà. Và năm nay Vân cũng có trồng thêm cây nho chuỗi ngọc đỏ nè. Đó. Còn đây là cái cây bầu độc lạ của mình. Chưa có leo được tới đâu rồi nhưng mà đã có trái rồi cả nhà. Và hiện giờ đang lên cũng rất là nhiều những cái trái non nè mọi người. Bởi vì có thể là năm nay là năm đầu tiên Vân cũng bắt đầu Vân trồng trọt á mọi người. Và Vân cũng có xem nhiều cô chú anh chị chia sẻ. Nhưng mà có lẽ Vân đã làm sót một cái khúc nào đó đó. Cho nên cây nó chưa có leo được tới đâu hết. Và một phần cũng gieo trễ lắm. Cho nên nó cứ đứng như vậy luôn. Bây giờ thấy trái không? Đó. Cho nó nằm ở đây. Nhìn cái bầu rất là tốt nhưng mà hôm bữa Vân cắt đọt làm sao á, cái nó đứng như vậy luôn á mọi người. Cái bầu độc nhất vô nhị luôn cả nhà. Hôm nay á thì mình cũng thu hoạch có nhiêu đó thôi cả nhà. Nó cứ ra lắc nhắc á, thì ra tới đâu thì mình thu hoạch tới đó. Thì sẵn tiện Vân chia sẻ với mọi người xem luôn. Đây là cái bụi hành Vân trồng á, Vân cũng có chia sẻ trước đây. Mọi người thấy không, bây giờ nó mập ú như vậy luôn nè mọi người. Mà cũng chưa có thời gian để thu hoạch luôn á mọi người. Nó lên rất là tốt luôn. Nè cả nhà thấy một bụi của nó nè. Đó. Nó ra như vậy. Đó. Vân để cho nó tuần sau khi mà rảnh á thì Vân ra Vân thu hoạch luôn cũng được á mọi người. Và kế bên nữa là cái thùng đất cải thảo á, mà Vân có chia sẻ trước đây. Mới có mấy ngày thôi mà nó lên rất là tốt luôn cả nhà. Và nhờ bảo vệ với lưới như vậy nè thì côn trùng nó không có cắn phá được cả nhà. Mọi người thấy không, nó lớn, nó to hẳn luôn. Nó to hẳn khi mà mình gieo nó xuống từ cây con luôn á mọi người.
Và hôm nay khi mà mới có hôm qua hôm nay thôi mà ra vườn thì thấy một điều rất là bất ngờ. Đó, cả nhà thấy cái hoa bầu của mình tự nhiên ra thêm 4 hoa rất là đẹp luôn cả nhà. Hôm qua thì chưa có thấy một cái nở một cái nào luôn á, mà hôm nay thì tự nhiên ra rất là cưng luôn. Đó, có thêm trái bầu nè. Chỉ có mình có cây bầu độc lạ lùng nhất, chưa leo được tới đâu nhưng mà ra trái ra hoa luôn á mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video. Chúc cả nhà có một ngày thật là vui và thật nhiều sức khỏe.